giá của những cái điện tử đo trắng là bao nhiêu. Mình Sơn xin chào bà con ha. Trên thị trường thì có rất là nhiều cái thương hiệu và rất là nhiều model, mà mỗi model nó sẽ có tính năng riêng nên giá tiền nó sẽ khác nhau. Ví dụ như cái thương hiệu lớn nhất hiện giờ á, mà mình hay thấy nó là Microlite, cái model truyền thống á, là 1.100.000 ha. Còn cái model đời mới là 1.250.000. Vậy nó khác nhau sao? Cái dòng truyền thống á, là mình thấy nhiều người xài nè, tại vì cái dòng này ra trước nên rất là nhiều người mua, mà trong bệnh viện cũng có rất là nhiều ha. Thì mình phải để đúng 1-2 cm, mình bấm cái ra kết quả. Còn cái dòng đời mới này thì nó có tính năng là thông minh, mình dí gần vô đúng 1-2-3 cm thì nó mới ra kết quả ha. Mình không cần bấm nút, mình bấm cái rồi mình dí vô nó sẽ tự động đo, thì cái độ chính xác nó sẽ tránh sai lệch khi mà mình đo ở xa quá hoặc gần quá. Đó. Thì cái dòng này thì rất là nhiều người xài rồi. Còn dòng đời mới này thì bà con mình cũng có thể chọn lựa để mình dễ dàng hơn nha. Cái dòng nhiệt chế cặp nắp thì nó là rẻ tiền nhất, nó từ khoảng vài chục ngàn cho đến 200-300 ngàn. Thì dòng này là dòng rất là xịn của Manulife, là dòng cặp nắp nha, nhưng mà nó mạ vàng nên là cái độ chính xác nó cực kỳ cao. Còn cái những cái dòng mà rẻ tiền hơn nó khoảng 100 mấy. Còn có những dòng mà của Trung Quốc mà không rõ nguồn gốc nó chỉ vài chục ngàn thôi, thì Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình không có nên sử dụng, tại vì cái độ chính xác nó không có, và đo không chính xác thì uống thuốc nó còn nguy hiểm nha. Đó. Thì nếu mà như mình cặp nách thì nó sẽ giá thành nó sẽ rẻ ha, nhưng mà mất thời gian từ 30 giây đến 60 giây, đặc biệt là rất là khó đo cho trẻ em. Còn những cái dòng đo trán như vậy là dễ sử dụng, chỉ đo mất có từ 1 đến 3 giây thì rất là nhanh cho chú anh chị nha. Rồi có gì thắc mắc thì cô chú mình có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn nha. Mình mua hàng chính hãng thì mình sẽ được bảo hành chính hãng nè, mình được kiểm định chất lượng nè, và sau khi hết hạn bảo hành mình vẫn có được kiểm định miễn phí nha. Rồi còn sẽ có những cái video hướng dẫn cách đo, cách khắc phục lỗi tại nhà, cô chú mình có thể xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 giây. Rồi chào tạm biệt cả nhà ha.